toàn cảnh quốc tế ngày 8 tháng 5. Nga mất 2 chiến đấu cơ chỉ trong 72 giờ. Egypt tuyên bố phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky của Nga. Hai đại tá Ukraine bị bắt. Theo chân Tổng thống Nga, Belarus quyết kiểm tra các đơn vị hạt nhân. Viện trợ cho Gaza bị cắt đứt sau khi lực lượng Israel chiếm giữ cửa khẩu Rafah. Cơ quan tình báo Canada cảnh báo việc Trung Quốc can thiệp bầu cử làm suy yếu nền dân chủ. Các học viên Pháp Luân Công tại Canada kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế thứ tư ngày 8 tháng 5 của DKN Thời sự. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo trang Newsweek, tổng hợp thông tin cho biết, lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine đã mất 2 chiến đấu cơ chỉ trong 72 giờ. Kênh Telegram Peter Bumber có liên kết với lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã đưa tin về vụ mất tích một tiêm kích Su-34 của Nga và cái chết của phi hành đoàn vào cuối ngày 6 tháng 5. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video vào ngày 4 tháng 5 rằng lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Ukraine đã bắn hạ một tiêm kích Su-25 khác của Nga ở khu vực phía đông Donetsk vào đầu ngày hôm đó. Lực lượng không quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 2 cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 6 chiến đấu cơ của Nga chỉ trong vòng 3 ngày. Vào tháng 4, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, tướng Christopher Cavoli, nói với các quan chức nước này rằng Moscow đã mất khoảng 10% phi đội máy bay của mình trong cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh nhận định thành công của Ukraine trong việc bắn hạ máy bay Nga cho thấy Moscow không có khả năng đạt được ưu thế trên không trong cuộc xung đột. Trong một động thái khác, Cơ quan An ninh Ukraine ngày 7 tháng 5 tuyên bố đã phát hiện vụ mạng lưới đặc vụ Cơ quan An ninh Liên bang FSB của Nga đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao khác ở Ukraine. Hai đại tá của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine, UDO, bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga đã bị bắt giữ. Vào cuối tháng 11/2023, ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sun rằng ông đã sống sót sau ít nhất 5 vụ ám sát kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Theo Cơ quan An ninh Ukraine SBU, mạng lưới FSB nhằm mục đích tìm ra người trong quân đội thân cận với lực lượng an ninh của ông Zelensky, đó là những kẻ có thể bắt người đứng đầu nhà nước làm con tin sau đó giết ông ta. Theo an ninh Ukraine, cuộc tấn công theo kế hoạch được giám sát bởi Maxim Mishustin, Dmitry Blin và Alexei Konev, những nhân viên của FSB. Giám đốc FSB Vasim Malyuk cho biết, vụ tấn công khủng bố được cho là một món quà dành cho Tổng thống Putin nhân ngày lễ nhậm chức của ông ta, thực ra là một thất bại của cơ quan mật vụ Nga. Các mục tiêu khác của Nga được cho là bao gồm người đứng đầu SBU Vasim Malyuk và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov. Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố đã bắt giữ hai đại tá của cơ quan vệ binh nhà nước Ukraine. Theo SBU, vụ ám sát ông Budanov được cho là đã lên kế hoạch thực hiện trước lễ phục sinh của chính tôn giáo được tổ chức vào ngày 5 tháng 5. Một đặc vụ Nga sẽ theo dõi hành tung của ông Budanov và chuyển thông tin cho Nga. Một trong những đại tá của cơ quan vệ binh nhà nước Ukraine đã cung cấp cho đặc vụ FSB máy bay không người lái FPV, đầu đạn cho bệ phóng di động và mìn sát thương. Và theo kế hoạch, Nga sẽ tấn công một ngôi nhà nơi người đứng đầu tình báo Ukraine có mặt bằng một tên lửa, sau đó tấn công những người còn lại tại địa điểm bằng UAV, SBU cho biết. Sau đó sẽ có một cuộc tấn công khác bằng tên lửa để loại bỏ bằng chứng về cuộc tấn công bằng UAV. Vào đầu tháng 4, SBU báo cáo rằng Ukraine đã phối hợp với Warsaw để bắt giữ một công dân Ba Lan, người được cho là đã đề nghị với Nga tham gia vụ ám sát Tổng thống Zelensky. Trong một thông tin khác, hôm 7 tháng 5, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Tổng thống tự xưng Belarus Alexander Lukashenko đã đột ngột ra lệnh kiểm tra các đơn vị có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nguồn tin cho hay, một phi đội máy bay tấn công Su-25 của căn cứ không quân tấn công số 116 và sư đoàn hỏa tiễn riêng biệt số 587 của lữ đoàn hỏa tiễn số 465
được trang bị Iskander-M, OTRK, cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Chiếc 336 của Lữ đoàn Hỏa tiễn pháo binh được trang bị hệ thống hỏa tiễn Polonez-M. Một tin lưu ý thêm, toàn bộ các biện pháp từ lập kế hoạch, chuẩn bị và sử dụng các cuộc tấn công bằng hạt nhân chiến thuật sẽ được kiểm tra. Đặc biệt, vấn đề cung cấp đạn dược cho các đơn vị quân đội và nạp lên bệ phóng hệ thống cho máy bay sẽ được giải quyết. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, cuộc thanh tra dựa trên thông báo chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Nga. Vào ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo chỉ thị của Tổng thống Putin, trong tương lai gần, Moscow sẽ tiến hành huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Điện Kremlin cho rằng các cuộc tập trận là cần thiết để đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa một số quan chức phương Tây chống Nga. Chuyển sang những tin tức liên quan đến tình hình diễn biến tại Trung Đông. Viện trợ cho Gaza bị cắt đứt sau khi lực lượng Israel chiếm giữ cửa khẩu Rafah. Thưa quý vị, lực lượng Israel đã chiếm giữ cửa khẩu biên giới chính giữa Ai Cập và miền nam Gaza vào ngày 7 tháng 5, đóng cửa tuyến đường viện trợ quan trọng vào vùng đất của người Palestine vốn đang trên bờ vực nạn đói. Đoạn phim của quân đội Israel cho thấy xe tăng lăn bánh qua Rafah và lá cờ Israel được kéo lên ở phía Gaza. Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế khác cho biết việc đóng cửa hai cửa khẩu vào miền nam Gaza là Rafah và Kerem Shalom do Israel kiểm soát đã gần như cắt đứt khu vực này khỏi nguồn viện trợ và rất ít cửa hàng có sẵn bên trong. Nguồn tin của Hội trăng lưỡi liềm đỏ ở Ai Cập cho biết các chuyến hàng viện trợ đã bị dừng hoàn toàn. Israel đã tấn công cửa khẩu Rafah bất chấp sự phản đối từ Hoa Kỳ, các chính phủ khác và các cơ quan quốc tế. Tại Geneva, người phát ngôn văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc Jen Lecker cho biết sự hoảng loạn và tuyệt vọng đang bao trùm người dân ở Rafah. Ông nói rằng, theo luật pháp quốc tế, người dân phải có đủ thời gian để chuẩn bị sơ tán và có lộ trình an toàn đến khu vực có khả năng tiếp cận viện trợ. Tuy nhiên, Rafah không phải là nơi như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Israel rằng một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah sẽ là một sai lầm chiến lược, một tai họa chính trị và một cơn ác mộng nhân đạo. Một nhóm quan chức cấp trung của Israel đã tới Cairo vào ngày 7 tháng 5 để đánh giá liệu có thể thuyết phục được nhóm Hamas thay đổi đề nghị ngừng bắn mới nhất hay không. Chuyển sang thông tin khác. Ngày 7 tháng 5, cơ quan tình báo chính của Canada cảnh báo việc Trung Quốc liên tục can thiệp bầu cử có khả năng làm suy yếu nền dân chủ Canada. Bình luận trên được đưa ra trong một báo cáo thường niên được công bố vài ngày sau khi một cuộc điều tra chính thức phát hiện ra rằng Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào hai cuộc bầu cử gần đây nhất ở Canada. Cơ quan tình báo an ninh Canada cho biết Trung Quốc đã sử dụng các phương pháp lừa đảo nhằm gây ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách ở tất cả các cấp chính quyền cũng như trong giới học thuật và truyền thông. Cơ quan này nói, hoạt động như vậy nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích quốc gia của Trung Quốc có khả năng làm suy yếu tiến trình dân chủ và các thể chế của Canada. Bắc Kinh thường xuyên bác bỏ những cáo buộc như vậy. Cơ quan tình báo an ninh Canada đánh giá, Trung Quốc và các tổ chức có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lâu dài đối với thông tin, công nghệ và các thể chế dân chủ và cộng đồng người Canada hải ngoại. Tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada David Vignell nói với các nhà lập pháp rằng việc Bắc Kinh đánh cắp công nghệ của quốc gia khác là cực kỳ tinh vi. Đảng bảo thủ đối lập thường xuyên cáo buộc Thủ tướng Justin Trudeau chưa hành động đủ để chống lại sự can thiệp của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các học viên Pháp Luân Công tại Canada kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Mới đây, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada đã tập trung tại quảng trường phía nam Bảo tàng Nghệ thuật trung tâm thành phố để tổ chức một loạt hoạt động chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra thế giới, đồng thời chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Công. Trương Tố, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Bà nói, hôm nay chúng tôi cùng các học viên từ hơn 150 quốc gia trên thế giới kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa dựa theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, những đặc tính cao nhất của vũ trụ. Cùng với việc đọc sách hàng ngày để tu tâm dưỡng tính, mở rộng thế giới quan và nhân sinh quan, học làm người tốt và tốt hơn nữa, năm bài công pháp của môn tu luyện khí công Phật gia giữa đời thường này gồm các động tác nhẹ nhàng, thiền định, giúp người học khỏe cả tâm lẫn thân.
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Công đã được giới thiệu tại Trường Xuân, Trung Quốc. Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver nói rằng, trong khi tôn vinh vẻ đẹp của Pháp Luân Công, chúng tôi không quên rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới, chỉ vì sự phổ biến và đức tin của nhiều người với Pháp Luân Công. Bà Trương Tô nói rằng, các học viên Pháp Luân Công rất biết ơn hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 25 năm qua của chính phủ Trung Quốc. Bà ủng hộ Pháp Luân Công. Bà tin rằng người học Pháp Luân Công sẽ sớm giành được tự do ở Trung Quốc. Ngọc Anh, một học viên Pháp Luân Công đến Canada từ Trung Quốc vào năm ngoái, lần đầu tiên tham gia lễ kỷ niệm. Khi xem đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn, bà liên tục lau nước mắt vì chưa bao giờ bà được chứng kiến sự kiện trọng đại này. Hiện bà Ngọc Anh 68 tuổi, bà nói với các học viên rằng, khi 30 tuổi bà mắc nhiều loại bệnh. Sau nhiều lần chữa trị, bà mang nhiều di chứng với những cơn đau thường xuyên và dữ dội. Vào tháng 2 năm 1999, một người bạn đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Công. Sau 3 ngày đọc cuốn sách chính hướng dẫn tu luyện là cuốn Chuyển Pháp Luân, bà đã quyết định tu luyện. Bà kiên trì đọc sách và luyện công mỗi ngày, và trong vòng nửa năm, tất cả bệnh tật của bà đều được chữa khỏi mà không cần dùng thuốc. Sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, chế độ cai trị đã buộc các học viên phải từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công, từ bỏ đức tin của mình. Bà Ngọc Anh sau đó vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công và nói sự thật cho mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chân thiện nhẫn là tốt. Vì thế, bà đã bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp 2 lần trong trại tạm giam. Sau khi ra nước ngoài, bà Ngọc Anh, mong muốn lớn nhất của tôi là cả thế giới hiểu được Pháp Luân Công là tốt và được phúc báo. Hiu, một học viên trẻ người Việt, đã tu luyện Pháp Luân Công được 2 năm. Kể về trải nghiệm của mình, khi mới đến Canada, tôi cảm thấy rất áp lực, đó là một đất nước hoàn toàn mới đối với tôi. Xung quanh tôi không có người thân nào cả, mọi việc đều phải tự mình giải quyết, tôi mệt mỏi và kiệt sức. Hiu bắt đầu uống rượu và hút thuốc vì nhớ nhà. Hiu cho hay, anh họ tôi đưa cho tôi một cuốn sách Đại Pháp, tôi bắt đầu đọc và tu luyện. Sau một thời gian, tôi cảm thấy thể xác và tinh thần của mình ngày càng tốt hơn. Tôi được gia tăng trí huệ và kiến thức. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã bỏ rượu, bỏ hút thuốc và bỏ được những hành vi xấu khác. Bây giờ tôi học Pháp Luân Công mỗi ngày và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Hiu chia sẻ thêm, tôi rất biết ơn nhà sáng lập Pháp Luân Công vì tất cả những gì Ngài đã ban cho tôi. Cảm ơn Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đang trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta có thể lan tỏa môn tu Phật tại gia này đến với mọi người, để mọi người đều được thọ ích. Sinh viên y khoa Patricia và Matthew tình cờ gặp lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ở trung tâm thành phố Vancouver. Matthew hoàn toàn tán đồng với nguyên lý tu luyện, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Matthew tin rằng, nhân loại cần lòng tốt, lòng trắc ẩn, chân thiện nhẫn mang lại vẻ đẹp cho thế giới và chúng ta cần chân thiện nhẫn hơn bao giờ hết. Patricia cũng đồng ý với suy nghĩ của Matthew. Patricia cho hay, hiện tại, chúng ta đang sống trong một thời kỳ khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là phải quay lại những giá trị cốt lõi này. Vì ngày nay, đạo đức xã hội đã bại hoại. Patricia tin rằng, Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, thể chất và tinh thần. Patricia nói rằng, họ đều đang học trường y để trở thành bác sĩ. Họ sẽ nói với các bệnh nhân của họ rằng, ai cũng cần sự bình an trong tâm, tâm thái an hòa. Khỏe từ tâm là khỏe mạnh nhất, đặc biệt là những người đang gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Nivi, một người nhập cư ở Vancouver, đang đến thăm trung tâm thành phố Vancouver cùng với cha mẹ. Cha của cô đã nhận được một bông hoa sen nhỏ do một học viên Pháp Luân Công tặng. Ông vui vẻ cầm bông hoa sen trên tay và giơ bông hoa lên và nhờ con gái chụp ảnh. Khi biết rằng người Trung Quốc không có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Nivi nói, thật đáng buồn, nhưng tôi rất vui vì vẫn còn những người khác ở các nơi khác nhau trên thế giới vẫn đang kiên định. Điều đó thực sự tốt. Kính thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.